ở cửa hàng tiện lợi. Chào các bé. Các bé có thích đi mua sắm với ba mẹ không? Các bé thường đi mua hàng ở đâu nè? Chị hay đi mua hàng trong các cửa hàng tiện lợi. Trong các cửa hàng tiện lợi có rất nhiều hàng hóa phải không nè? Hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn Stacy, Grace và Binky ghé qua cửa hàng của chị Bi nhé. Nào, bắt đầu thôi. Yeah! Hôm nay chị có cà rốt và các loại đậu. Tất cả mọi loại rau củ ở đây đều rất tươi vì mới được hái từ trang trại đó. Ôi, thích quá, thích quá. Hai em muốn mua gì nè? Chị lấy cho em cà rốt, đậu phe và rau cải ạ. Ồ, Grace, cậu cũng thích ăn cà rốt giống mình. Mình cũng thích ăn cà rốt, mà tụi mình đi thôi, trễ giờ rồi. Tụi em đi đây ạ. Em chào chị. Hai em đi cẩn thận nhé, học hành chăm chỉ. Cho chị gửi lời chào tới cô Baby. Dạ. Mấy đứa nhỏ thiệt là đáng yêu quá. À, bạn Snow với mẹ bạn ấy tới kìa. No, mẹ biết là giờ hơi trễ, nhưng con chờ mẹ một chút nha. Mẹ cần vô cửa hàng lấy chút đồ. Dạ, mẹ đi đi. Mà mẹ đi lẹ lẹ nha mẹ. Con trông em giúp mẹ được không? Dạ được. Ôi trời ơi, sao mình lại đản trí như vậy nè trời. Binky ơi, chị nhờ em một chút nha. Khi cô Kay tới, em nói với cô ấy chờ chị 2 phút nhé. Chị đi lấy hàng cho cô ấy liền đây. Vâng ạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Chào Binky. Ồ, chồng cháu lớn và xinh quá. Bi có ở đây không cháu? Cô ghé qua lấy hàng mà cô đã đặt. Dạ, chị Bi có dặn cháu là nói cô chờ chị ấy 2 phút mà. Chị ấy đang chuẩn bị hàng cho cô ở phía sau. Cô ngồi chờ chị ấy đi ạ. Ồ, con bé Bi này, cô đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ hay quên như vậy nhỉ? Cô phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa thì mới chịu để ý và chuẩn bị hàng cho cô đây. Dạ, cháu nghĩ là do chị ấy bận quá ạ. Nhưng mà cô là một khách hàng quan trọng, lần nào đặt hàng cô cũng đặt với số lượng rất lớn. Bi phải biết quan tâm tới cô một chút chứ. Bây giờ cô rất bận, cô không có thời gian ở đây để chờ. Cháu nói Bi chuyển hàng tới nhà cho cô luôn nhé. Cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong. Chắc là cô khai giận mình lắm đây. Chị Bi ơi. Ủa, Binky, em làm chị giật mình hết hồn luôn nè. Dạ, em xin lỗi, em không có cố ý. Cô Kay nói cô ấy không có thời gian để chờ, cho nên là chị gửi hàng qua nhà cho cô ấy luôn ạ. Ủa, vậy hả? Cô ấy có nói gì nữa không Binky? Cô ấy có tỏ ra giận chị lắm không? Chị đáng trí quá, mấy lần trước đã bị cô ấy nhắc nhở rồi. Em nghĩ là do chị bận nhiều việc quá. Đúng rồi, Binky à, công việc ở đây rất nhiều mà chị chỉ có một mình, chắc là chị sẽ thuê thêm người phụ chị. À, mà Binky, sao em còn ở đây? Trễ giờ học rồi kìa. Dạ, em đi học liền nè chị. Em đi nha. Còn bé Binky này, nhiều khi cũng đản trí y như mình vậy đó. Mình phải thay đổi, phải tập trung chú ý vào công việc, không được để xảy ra sai sót nữa. Bi, cố lên. Hello Bi. Em chào chị Bi. Chào thầy Ryan. Chào Bi, em có nhận ra đây là ai không? Ai mà nhìn quen quá vậy ta? Anh Ryan à. Anh nghĩ chị Bi có nhận ra em không? Anh nghĩ là có. Bi nè, Bi biết cô bé này mà, phải không? Nhìn rất quen, nhưng mà giống như một cô gái. Thì em là một cô gái mà. Để tôi gợi ý nha. Không không, anh Ryan à, anh đừng có gợi ý. Em muốn để cho chị Bi tự nhớ. Nếu như chị ấy không nhớ ra em thì chắc chắn là em sẽ buồn lắm đó. Em giỡn hoài à Mi. Ok, Ryan, sao anh lại nói tên em ra như vậy? Em đang để chị Bi nhớ ra mà. Ôi trời ơi, thì ra là Mi. Ôi Mi, em lớn lên em xinh quá. Chị nhớ ngày nào em còn hay qua đây chơi với chị. Vậy mà bây giờ em đã lớn như thế này rồi. Ôi trời ơi, nếu như Ryan không nói tên em thì chị nghĩ cả ngày chị cũng không biết em là ai mất. Vậy là Bi không nhớ ra thật hả? Tại lâu quá tụi em mới gặp nhau mà. Đã bao nhiêu năm rồi chị không gặp em nhỉ? 4 năm rồi đó chị Bi. Mà chị vẫn không có gì thay đổi cả. Dạ, mua thêm cho mẹ 2 kg cà rốt và nửa ký cà chua. Con nhớ rồi ạ. Ủa, thầy Ryan đang đứng với ai vậy ta? Cô gái này trông quen quá, mà sao mình không nhớ ra cô ấy là ai nhỉ? Em đã học xong đại học, giờ em sẽ về đây làm giáo viên trong trường cùng với anh Ryan. Nên sau này chắc chắn là chị em mình sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn đó. Nhờ Bi giúp em gái của tôi nha. Wow, sau một ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng, được ngâm mình trong bồn tắm thật là đã quá. Mà hôm nay thầy Ryan đi với ai vậy nhỉ? Mình thấy cô ấy rất quen, như là mình đã gặp ở đâu rồi.
Nhưng mà sao mình không nhớ ra được nhỉ? Ôi, mình cứ tưởng là chỉ có Bi mới đản trí thôi. Hóa ra giờ mình cũng đản trí giống Bi rồi. Thôi, mình cứ thư giãn đầu óc trước đã. Chắc chắn là mình sẽ nhớ ra thôi mà. Các bạn ơi, vậy là chúng ta vừa tới thăm siêu thị của Bi, nơi đã diễn ra rất nhiều câu chuyện hàng ngày thú vị. Sẽ còn những câu chuyện nào diễn ra ở đây nữa nhỉ? Hãy like và subscribe kênh để xem nhiều câu chuyện hơn nữa nha. Chào các bé. Chúng ta có mic và chân mic. Chân mic thì chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này. Còn sợi dây ghi âm cho mic thì các bạn gắn vô lỗ nhỏ hơn này nhé. Các bạn nhớ nhấn mạnh tay, nếu làm không chắc thì chân mic sẽ dễ bị rơi ra lắm đó.